Các bạn thân mến, không biết là các bạn đã xem được cái phần livestream trong buổi chiều ngày hôm nay hay chưa? Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Và ngày hôm qua thì chị có dành tặng cho các bạn một cái tài liệu về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn hỏi chị về việc là em không biết sử dụng cái phần dẫn chứng mà chị đưa ra cho em như thế nào. Thế nên là ngày hôm nay chị đã phát trực tiếp cái phần chị đã quyết định là phát trực tiếp ở trên fanpage trong một cái đoạn trong một cái khoảng thời gian gọi là ngắn ngủi để chúng mình có thể định hình được về cái việc là chúng ta có tài liệu rồi nhưng mà chúng ta sẽ học như thế nào nên là nếu như mà các em đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy nhanh chóng chia sẻ được không ạ à? hãy nhanh chóng chia sẻ để ủng hộ chị nhé trước tiên để chị vào xem chị đọc comment của các bạn xem là tình hình thế nào đã được không nào các bạn ơi lên chưa hello xin chào các em <laughs> lâu lắm rồi mới xuất hiện cùng với các bạn kiểu có mặt như thế này đúng không ừ. xin chào các bạn bố em đang ở sông đà hôm nay chị dạy sông đà thế à các bạn ơi lên chưa hiện tại đã có khoảng 350 bạn rồi đợi đến 400 bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu triển luôn nhé Hôm nay chị mặc áo của team học văn chị Hiên này Thấy không? Đây là đồng phục số 1 của team học văn chị Hiên Vẫn còn đồng phục số 2 cơ Đồng phục số 2 là một chiếc áo màu trắng Còn đây là đồng phục số 1 của học văn chị Hiên đây Đó Các bạn là về với team chị Khi nào lên đại học thì về với team chị nhá Cái ơi lên chưa lên chưa Đủ 400 bạn chúng ta sẽ bắt đầu Đó. Ok xin chào các em các bạn ơi các em có nghe được không ạ? Bạn nào mà bảo tiếng hơi nhỏ thì tăng volume lên nhá. Được không nào? Xin chào các bạn, xin chào Phương Anh, xin chào Khánh. Xin chào Henry Phạm. ủi nghe tin nghe tên Tây thật sự luôn đấy. Các bạn ơi nghe được chưa ạ? Tiếng tiếng có nhỏ không? Tiếng ok chưa các em? Tiếng ok chưa? Ok, xin chào Thu Huyền. xin chào thu huyền chị ơi liệu có vào rừng xà nu không lâu ngày chị nhỉ <laughs> ui chị xin chào phượng nhá xin chào em các bạn ơi xong chưa xong chưa các bạn xong chưa chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá rồi ok, 400 bạn rồi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Đối với các bạn thì người lái đò sông Đà là một cái gì đấy rất là khủng khiếp và ngày hôm nay ở trong cái phần này chị sẽ tiếp tục với các bạn list ra những cái phần dẫn chứng về sông Đà trước, còn vậy còn lại về người lái đò sông Đà thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau. Ok chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chị có một cái bộ tài liệu hết sức là tâm huyết để dành cho các bạn. Mà các bạn còn không học được nữa thì chị cũng đến chịu thôi được không nào đây chị cũng đã cố gắng dùng hết cái sức lực của mình để viết về người lái đò sông đà rồi ok rồi ạ à. sao lại con chào chị là thế nào hả tuấn tài em chào chị đôi chứ lại chào em với chị không chào thì sao cô tuấn vậy chị không thích chào em thì sao <laughs> rồi các bạn ơi ok chào cô tuấn nhá rồi bài này khó thật à Nghe đi nghe lại nhiều lần thì sẽ không thấy khó nữa đâu, yên tâm. Rồi Huyền Vũ đã bắt đầu vào. Xin chào. Nha, yeah, xin chào các em. Xin chào các bạn. Nào nhanh chóng share nào. Được không ạ? À? Nhanh chóng chia sẻ giúp chị nào. Mình cũng có học. Em chào chị. Ok. Được chưa? Bắt đầu nhá. Ở đây có ai chưa đăng ký khóa học 10 ngày của chị Hiên không? hai mươi ba tháng bảy chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau và trong một cái khóa học chạy nước rút cuối cùng đây là một khóa học mà không học thì chắc chắn là sẽ tiếc nuối đấy nhất định phải học đi ok không ạ à? nhất định là nhắn tin cho admin và đăng ký khóa học ngay này ngay cùng với chị được chưa nào nhá hãy nhớ là chúng mình đăng ký nhóm ba người thì mức học phí sẽ giảm xuống còn ba trăm chín mươi chín được chưa ạ à? nhá nếu nhóm đăng ký nhóm ba người mà rủ được ba người cùng đăng ký thì mức học phí sẽ giảm xuống là ba trăm chín mươi chín nên là nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng với chị trong giai đoạn cuối nhá Bây giờ thì quay trở lại này à, Chúng ta thấy rằng là ở trong một cái tác phẩm hồi tiểu học ấy Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết trong những vần thơ của mình rằng là à, Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay là rập rờn, mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều có vẻ như là hình ảnh đất nước Việt Nam đã ghi dấu ấn ở trong lòng bất cứ ai trong mỗi chúng ta Về gì ạ? Một vẻ đẹp của những dòng sông này, vẻ đẹp của những ngọn núi này, vẻ đẹp của những vùng biển này Và chúng ta thấy rằng là không biết từ bao giờ thì những dòng sông đã là nơi bắt nguồn, là nguồn cội cho những cái cảm xúc của tác các tác giả thăng hoa để viết lên những cái trang thơ và trang văn rất là hay và một trong số đó phải kể tới một người nghệ sĩ cả cuộc đời của mình theo đuổi chủ nghĩa xây dịch một người nghệ sĩ mà luôn lấy cái đẹp là chân lý, là lý tưởng và cả cuộc đời của mình viết cũng chỉ là với mong muốn đi săn tìm cái đẹp. Đó là Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân đã tìm đến với sông Đà, giống như tìm thấy một cái sự đồng điệu từ cái hình tượng của dòng sông này. Vậy thì tại sao mà hình tượng của dòng Vậy thì tại sao mà hình tượng của dòng sông Đà lại phù hợp với bản ngã của Nguyễn Tuân như vậy? Thì ở trong cái phần này chị sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok chưa nào? Nhá. Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây ạ. À hình tượng dòng sông đà trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm những cái thông tin về sông đà trước nhiều bạn hỏi chị là ơ chị ơi à, em kiểu như là chị ơi em chẳng biết ấy em chẳng biết là tại sao chị lại có những cái thông tin đấy à thật ra là vì á, chị đọc chúng ta phải đọc phun cái tùy bút sông đà đó thì chúng ta sẽ tìm được những cái thông tin này ok chưa ạ thì đây trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với chị này Hình tượng sông Đà trước tiên khai sinh ở huyện Cảnh Đông tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, được không ạ? Lấy tên là Ly Tiên, đi qua một vùng núi ác, đến nửa đường xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào sông Hồng. Hiểu ý chị ông ạ, có nghĩa là đây là những cái thông tin đầu tiên về dòng sông Đà được cung cấp bởi Nguyễn Tuân và trong cái tùy bút người lái đò sông Đà của mình á thì bản thân Nguyễn Tuân đã cung cấp rất nhiều những cái vốn tri thức khác nhau cho độc giả và đây về cái hình tượng sông Đà về lai lịch về nguồn gốc là cái thông tin đầu tiên mà Nguyễn Tuân đã cung cấp ok chưa ạ nhá đây là ý trước tiên ạ à. đây chúng ta sẽ có một cái đặc điểm của dòng sông Đà mà các bạn sẽ thấy là có lẽ chính vì cái đặc điểm này mà đã tạo ra có lẽ chính vì cái đặc điểm này mà đã tạo ra cái sự tương đồng giữa Nguyễn Tuân và rằng và dòng sông Đà chăng đó chính là đây ạ à, chúng thủy giai đông tẩu đà giang độc bắc lưu đúng không ạ à? mọi dòng sông thì đều chảy về hướng đông và duy chỉ có sông đà là chảy theo hướng bắc đây là dựa theo ý thơ lời thơ của nguyễn quang bích và chúng ta thấy Thế được rằng là đây có lẽ cũng chính là cái sự tương đồng giữa sông đà và nguyễn tuân bản thân nguyễn tuân trong nền văn học việt nam hiện đại cũng là một nhà văn cực kỳ là độc đáo không đi theo bất cứ một lối nào cả mà bản thân ông ấy đi theo bản ngã của chính mình mà thôi Luôn coi chủ nghĩa xê dịch là lý tưởng Luôn coi những cái đẹp Tìm kiếm là một trong những cái gì ạ Bản thân mình lúc nào cũng muốn khai phá Và tìm kiếm những cái đẹp Và đưa cái đẹp đó vào trong những trang văn của mình Ok chưa nào nhá Tiếp tục này Đấy là về lai lịch của dòng sông Đà nhá Các bạn đã ghi nhớ được chưa Bắt nguồn từ đâu này Có tên gọi là gì này Đặc điểm là gì này Ok chưa Ok chưa Các bạn thuộc cái này chưa Thuộc luôn cùng với chị đi Kem thuộc chưa nhở nào các bạn thuộc chưa? Tập trung vào việc học đi Ok chưa? Các bạn đã thuộc chưa? Thuộc phần này chưa? Các em ơi thuộc phần này chưa? Tức chị trước tiên là về lai lịch của dòng sông Đà các bạn đã thuộc chưa? 600 bạn đang xem phần livestream này nhớ đăng ký khóa học 10 ngày cùng với chị nhá Khóa học diễn ra vào 23 tháng 7 Chúng ta sẽ ôn lại tất cả các mảng kiến thức về nghị luận văn học, nghị luận xã hội và đọc hiểu Để với cái mục tiêu là 8 cộng Thì chúng ta sẽ cùng tham gia cái khóa học này cùng với chị nhá, Nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn nhá ờ chị, xưa, chị còn chưa sửa lại chị quên mất đấy trời ơi là trời một lát nữa nhá chị sẽ sửa lại rồi chị gửi lại cho các bạn nha minh nguyệt ơi một lát nữa chị sửa lại xong rồi chị sẽ gửi lại cho các em nha minh nguyệt đừng lo đừng lo nhá ok chưa chưa thuộc chưa vừa nhắc xong lại bảo chưa thuộc mấy cái đứa này học hành cho cẩn thận nhá sắp thi rồi đấy không phải chuyện đùa nữa đâu tiếp tục này dòng sông đà à, dòng sông đà thì mang trong mình hai cái nét tính cách một là hung bạo và hai là trữ tình được không ạ? À? Đây, trước tiên chúng ta sẽ đến với cái vẻ đẹp đầu tiên là hung bạo và hùng vĩ nhá. Hôm vừa rồi thì chị có nhắc nhớ với các bạn rồi á, đúng không ạ? À? Chị có nhắc nhớ với các bạn về cái vẻ đẹp hung bạo và hùng vĩ rồi, được một số ý rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng list lại để xem chính xác là có những ý gì này. Được chưa nào? Trước tiên, số một, sự hung bạo và hùng vĩ được thể hiện qua đá bờ sông. Được không ạ? À? Được thể hiện qua đá bờ sông. Các bạn sẽ lưu ý giúp chị này, đá bờ sông thì có những cái chi tiết như sau các bạn phải nhớ đá bờ sông dựng vách thành mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời có nghĩa là các bạn tưởng tượng là gì ạ cái đá ở bên ven bờ sông của sông đá rất là cao và dựng đứng đúng không ạ và cao tới cái mức mà ánh mặt trời không thể xuyên qua cái khe đó được không thể xuyên qua để mà chiếu xuống mặt nước được chỉ đúng lúc ngọ tức là gì ạ lúc giữa trưa và mặt trời lúc đấy lúc bấy giờ tiên nắng mặt trời chiếu vuông góc thì mới có một chút một chút nắng ở trên cái mặt sông lúc bấy giờ, đúng chưa ạ? Cái tiếp theo đó là vách đá thành trệt lòng sông như một cái yết hầu. Lòng sông thì rất là hẹp bởi vì là đá chẹt lòng sông nên là lòng sông rất là hẹp, hẹp đến cái mức mà người ta đã sử dụng cái hình ảnh để chúng ta thấy rằng là cái lòng sông hẹp đến cái mức mà đứng ở bên này bờ ném nhẹ tay hòn đá sang bờ bên kia thì chỉ cần ném nhẹ tay thôi ạ là cái hòn đá từ bờ bên này đứng bên này đã ném cái hòn đá được sang bờ bên kia rồi đúng chưa nào và ý số 2 đó là có cái quãng mà con nai con hổ nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia vậy thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách giữa hai bờ sông nó phải như thế nào nhỉ nó phải gần nhau thì mới có được những cái hình ảnh như vậy được đúng chưa nào nhá tiếp tục này chúng ta sẽ lưu ý với chị đó là đây là những cái mà chúng ta nhìn trên cái phương diện hình ảnh thôi vậy thì cảm giác khi đi qua những gì ạ cái cảm giác khi đi qua những cái quãng sông như vậy thì là như thế nào chúng ta thấy rằng này cái cảm giác đó là mùa hè thì đi qua cũng cảm thấy lạnh và mình gì ạ có một cái biện pháp tu từ so sánh hình ảnh so sánh đã được nguyễn tuân sử dụng ở đây là một cái hình ảnh so sánh mang cái tính chất rất là hiện đại viết về miền núi cao tây bắc nhưng mà bây giờ lại sử dụng cái hình ảnh so sánh mà đậm chất của phố phường đúng không ạ? Của cuộc sống hiện đại, đó chính là gì? Mình đứng ở hè của một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Ánh sáng đang bao quanh tự nhiên tắt phụt một cái thì nó giống như cái cảm giác mà đang đi ở cái quãng sông đó và đi vào cái quãng sông đá dựng cách thành như thế này. Cái cảm giác rất là đáng sợ đúng không ạ? Lạnh lẽo rất là đáng sợ. Ok chưa nào? Các bạn ơi thì lưu ý giúp chị là hãy hình dung Chúng ta đang cùng với nhau trên một cái chuyến hành trình đi trên dòng sông Đà Và chị là hướng dẫn viên cho các em Chị là hướng dẫn viên cho các bạn Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái quãng sông đầu tiên nhá Bắt đầu xuống đến sông Đà là chúng ta có cái quãng sông đầu tiên là nhìn thấy đá bờ sông hai bên dựng vách thành rất là cao Và cái lòng sông thì cực kỳ là hẹp và tạo ra cái cảm giác lạnh lẽo Ghi nhớ cái điều đầu tiên đấy giúp cho chị Ok chưa này Tiếp tục cái, cái hung bạo tiếp theo, ý số 2 được thể hiện ở cái quãng tiếp theo nhá. Chào mừng các bạn cùng đến với mặt gành hát lóng được không ạ? À người soạn chắc chắc chắn rảnh lắm nhỉ đây. Kiên ơi, chị là người soạn em ạ. Kiên ạ. À? Kiên ơi, chị là người soạn nhá. Chị thì thật sự là công việc của chị thì cũng không rảnh đến mức mà chị kiểu ngồi để mà vẽ vời các kiểu nhiều thứ đâu. Nhưng mà bản thân chị thì cảm thấy là những cái đấy rất là cần thiết cho các bạn. Chị nói thật chị chỉ cảm thấy là những cái đấy cần thiết cho các bạn nên là chị làm thôi và làm cho cái bài giảng của mình những cái phần mà mình trình bày trở nên sinh động hơn thôi bởi vì chị biết là cái bài này là một cái bài rất là khó nên là em có biết là chị đã phải tốn thời gian như thế nào không hả mà em lại em lại bảo như thế hả kiên em có biết là chị các bạn các em có biết là 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 Chị các bạn có biết là chị đã phải vất vả như thế nào không mà mà các bạn lại mà kia lại bảo chị thế hả? Tại vì là chị cảm thấy là các bạn rất là yếu ở cái bài người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nên chị muốn là tạo ra một cái gì sinh động hơn bằng hình ảnh. Được không ạ? Nhá. Bằng hình ảnh để các bạn có thể kiểu học dễ dàng hơn và ghi nhớ nó dễ hơn, không cảm thấy bị nhàm chán, không cảm thấy bị khô khốc thôi, kiểu vậy. Ok OK không? Nên là chị mong là các em sẽ ghi nhận chị <laughs> Chị mong là các bạn sẽ ghi nhận chị nhá Được không? Chị mong là các em sẽ ghi nhận chị nhá Được không nào? À, đấy Rồi bây giờ, thì chúng, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại này à, Cái hung bạo thứ hai Được thể hiện qua hình ảnh mặt gần hát lóng Được không ạ? À? Nhá à, Hình ảnh số 2 đó chính là hình ảnh mặt gần hát lóng chúng ta thấy rằng là ở đây này mặt gành hát lóng thì dài hàng ngàn cây số nước sô đá đá sô sóng sóng sô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được qua đấy có nghĩa là chúng ta thấy như thế nào ạ à các bạn có thể thấy rằng là cái quãng mặt gành hát lóng này về cái độ dài ấy thì nó rất là dài nó dài hàng ngàn cây số luôn đúng không ạ mà chúng ta thấy rằng là mặt sông lúc bấy giờ ấy lúc nào cũng bị giống như là gì ạ nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió tức là kết hợp cái sự hung bạo cái sự dữ dội của nước của đá của sóng của gió và tất cả xô vào nhau như vậy đúng chưa nào và tạo ra một cái của gì ạ tạo ra một cái luồng gió cuồn cuộn gùn nghè và giống như là cái hình ảnh của người đòi nợ suýt chúng ta thấy rằng là gì ạ à hình ảnh của người đòi nợ suýt ấy là hình ảnh của một người mà lúc nào cũng đòi nợ một cách rất là vô cớ không có bất cứ lý do gì cả nhưng mà cũng gì ạ à cũng đến mà đòi lôi người ta vào còn dọa là gì đánh người ta giết người ta để mà đòi cái khoản nợ mặc dù người ta đâu đâu có nợ nợ nần gì mình đâu hiểu với chị không ạ thì ở đây chúng ta nhớ nhá cái địa điểm số 2 mà chúng ta đến trong cái hành trình sông đà này đó chính là mặt cảnh hát lóng chị lại tiếp tục nhắc nhớ lại cho các bạn này À, cái địa điểm đầu tiên mà chúng ta đến khi khám phá cái hành trình về dòng sông Đà đó chính là chúng ta nhìn thấy những cái gì nhở đá dựng vách thành đá rất là cao và chẹt lòng sông khiến cho lòng sông Đà hẹp và thuyền cực kỳ là khó đi và qua cái quãng đấy xong thì chúng ta đến với mặt cảnh hát lóng với gì ạ à? cái sự đe dọa của sóng của gió đúng không nào của nước và tất cả tạo nên một cái thanh âm mà giống như kiểu là chúng ta sẽ cảm thấy hơi bị khó chịu một chút bởi cái sự dồn dập của sóng của đá của gió như vậy với một cái câu văn rất rất là dài, ok chưa nào? nhá ok chưa ạ? À? rồi chúng ta sẽ cùng đến với cái địa chỉ số 3 địa điểm số 3 của chúng mình nhá, đó chính là đây ạ, à, quãng tà mường vát với những cái hút nước. có rất là nhiều bạn hỏi chị là, uh, chị ơi, cái quãng tà mường vát này với cả cái cái dẫn chứng cái hút nước có gì khác nhau không? thật ra là không hề khác nhau các bạn, hãy, các em ạ. À, chẳng qua là xuất hiện trên cái quãng tà mường vát này ấy, thì có những cái hút nước cực kỳ là nguy hiểm thôi. Đấy, thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái hút nước ở cái quãng tà mường vát này thì nó nguy hiểm đến mức như thế nào nhá Ok chưa nào? Rồi trước tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình dạng của cái hút nước trước Ok chưa ạ? À? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình dạng của cái hút nước trước thì các bạn sẽ thấy này Hình dạng của cái hút nước này, nó giống như là cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu được không ạ và hình dạng của nó xoáy tít trên mặt thì đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn em ơi các bạn tập trung vào học giúp chị nhá được không nào các bạn tập trung vào học giúp chị nhá bởi vì là ngày hôm nay có thể chị sẽ không để lại phần livestream đâu sau khi mà kết thúc cái phần livestream này thì có thể chị sẽ xóa đi đấy thế nên là các bạn tập trung vào học ok chưa ạ nhá các bạn tập trung vào học giúp cho chị được không ạ Tập trung vào học giúp cho chị nhá. Chị đang nói đến cái đặc điểm số 3, nói về cái vẻ đẹp hung bạo rồi đấy. Các bạn mà không ghi nhớ thì một lát nữa các em đừng hỏi lại chị nhá. Ok chưa? Rồi, chị đang nói với các bạn đến cái quãng Tà Mường Vát với hình ảnh của những cái hút nước ở đây rồi đấy. Và chắc là sẽ chỉ khoảng 15 phút nữa thôi là chị sẽ xong cái phần livestream nói về cái vẻ đẹp của dòng sông Đà rồi nên các bạn chú ý giúp chị nếu như có thể. À, các em đã đao được cái phần này về chưa? Đã tải được cái này về chưa? Các bạn tải được phần này về rồi đúng không? Chăm chỉ lên nhá Rồi các bạn ơi này Bây giờ bắt đầu tiếp này Quay trở lại với cái quãng tà mường vát và những cái hút nước ở đây nhá Trước tiên chúng ta thấy rằng là hình dạng thì nó giống như là gì ạ? Cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu và như thế nào nhỉ? À, nó xoáy tít, trên mặt thì đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Được không ạ? À? Về âm thanh ấy của những cái hút nước ở đây thì nó thở và kêu như cửa cống cái bị sặc và nước thì ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Chắc hẳn là khi mà các bạn nấu ăn ấy các bạn bây giờ chỉ lấy một cái đơn giản thôi đó chính là gì đó chính là cái chảo của chúng ta còn nóng ấy chúng ta nấu xong một cái món gì đấy mà chảo của chúng ta còn nóng mà bây giờ chúng ta cho nước vào ấy. là nó đã kiểu như là tạo ra những cái âm thanh rất là khó chịu rồi mà bây giờ cái tiếng của cái hút nước ở đây nó như thế nào ạ ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào thì đúng là cái âm thanh và cái hình dạng giống như chúng ta gì ạ nhìn thấy một cái loài thủy quái chứ không phải là chứ không phải là 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 là, là hình dạng của một cái hút nước nữa Đúng không ạ? Giống với cái hình dạng của một loài thủy quái thì đúng hơn Đúng chưa nào? Các bạn ơi, có một cái rất là hay mà chị muốn chia sẻ với các bạn như thế này Đó là ngày hôm qua ấy Khi mà chị dạy lớp học online của chị Thì chị cũng có nói lại với các bạn đấy về người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân Nhưng mà không hiểu tại sao mà không thể nào mà phát trực tiếp được thực sự luôn không thể nào mà phát trực tiếp được Thế xong là các bạn ấy bắt đầu kiểu như là lo lắng là Trời ơi chị ơi em phải đợi chị đến mấy giờ đây Kiểu thế Lúc đấy cũng là gần 11 giờ đêm rồi Nhưng mà các bạn ấy vẫn tiếp tục học với chị Các bạn ấy lo lắng lắm Lo lắng về cái việc lại Bây giờ em không biết làm nào cả Kiểu kiểu thế Nhưng mà Sau đấy thì cuối cùng chị cũng phát được Sau rất là nhiều những cái khó khăn Thì cuối cùng cũng đã giảng được cho các bạn Về người lái đò sông đà của nhà Văn Nguyễn Tuân Thực sự là như thế cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn Nó rất là giống với cái việc mà Trong cái khóa học 10 ngày cuối của chị Năm vừa rồi cùng với các bạn 2K1 đấy thì khi mà chị giảng về người khi mà chị giảng về ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn nguyễn tuân á à chị xin lỗi ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phùng ngọc tường ấy thì không hiểu tại sao mà không thể nào mà phát được mãi mới phát được ai đã đặt tên cho dòng sông đây là chị nói thật nhá đây là câu chuyện có thật và chị đang kể thật cho các bạn thật sự là như vậy ừ đấy đúng rồi thế là các bạn ấy thảng thốt kêu lên là ôi chị ơi ờ uh, có điềm rồi các kiểu các kiểu các kiểu thế và không thể nào mà ngờ được rằng là Đúng là đề năm vừa rồi đã vào Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường thật Thực sự là như vậy Thực sự là đã vào ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường thật Đây là câu chuyện có thật Và và khoảng 700 bạn mà tham gia vào cái khóa học cuối cùng chị năm vừa rồi á Là các bạn ấy đều biết cái câu chuyện đó Thực sự là như vậy Thực sự là các bạn ấy đều biết cái câu chuyện đều biết cái câu chuyện đó nên là chị cũng mong là năm nay trong cái khóa học 10 ngày cuối cùng khai giảng vào ngày 23 tháng 7 này Sẽ có một cái điểm nào đó dành cho các bạn 2K3 <laughs> Coi như là một cái sự may mắn của team chị Hiên và của tất cả các bạn khi tham gia cái khóa học đó cùng với nhau Được không ạ? Nên là các em ơi, nhanh chóng đăng ký khóa học vào 23 tháng 7 này cùng với team học văn chị Hiên để chúng mình có một cái động lực học thật là lớn và cùng chốt lại về tất cả các mảng kiến thức để sẵn sàng cho kỳ thi của chúng mình sắp tới các em nhá. Chị đang đợi các bạn ở khóa học 10 ngày rồi đấy. Thế nên là các bạn nhanh nhanh chóng chóng đăng ký để học cùng với chị nhá. Ok không? Rồi, bây giờ thì chúng mình quay trở lại cùng với nhau này. Chúng mình quay trở lại cùng với nhau ở trong cái hình ảnh về cái hút nước. Vừa chị đã nói với các bạn về hình dạng và âm thanh rồi này. Ở đây, Chúng ta sẽ thấy cái sự giữ tợn của cái hút nước được thể hiện qua đó là không có thuyền nào dám men gần vào cái hút nước này cả. Và hình ảnh so sánh có một cái hình ảnh so sánh đã được đưa ra đó là cái khoảnh khắc mà con thuyền đi qua cái cái hút nước này ấy thì nó giống như cái hình ảnh của ô tô sang số nhấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Ok chưa ạ? À? anh bạn quay phim và có một cái hình ảnh như thế nào ạ nguyễn tuân đã tưởng tượng ra rằng là có một cái anh bạn quay phim táo tợn nào đó muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả của mình thì đã dũng cảm ngồi vào một cái thuyền thúng tròn vành rồi cho cả thuyền này cả mình này cả máy quay xuống đáy cái hút nước sông đà và từ đáy nhìn ngược lên thì thu được một cái cột nước cao đến vài sải và điều này thì khiến cho khán giả đang xem cái phim ký sự đang lấy gân ngồi giữ chặt ghế như ghi lấy mép của một chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lê nước đánh phèn cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên cái gậy đánh phèn ok chưa ạ yeah. nhá các bạn thấy không nào không các em ơi chị thì chị không khuyên các bạn chị chưa bao giờ nói với các bạn là các bạn hãy học kỹ tác phẩm nào đi mà chị luôn nói với các bạn là tất cả các bạn đều phải ôn mọi cái tác phẩm mọi vấn đề bởi vì đấy mới là cái chức chìa khóa cốt lõi để tạo nên cái sự tự tin trong chúng ta mà chỉ khi tự tin thì các em mới làm được nhiều thứ được không ạ chỉ khi tự tin thì các em mới viết văn hay được. Còn nếu bản thân các bạn mà không tự tin ấy thì nói chung là bước vào phòng thi là chúng mình đã cảm thấy một cái gì đấy không yên tâm rồi. Nên chị mong là các bạn hãy học hết tất cả tác phẩm để tạo ra cái sự tự tin cho chính các bạn. Ok chưa nào? Nhá, lưu ý giúp chị. Rồi, thì đây là những cái dẫn chứng liên quan tới cái hút nước. Còn một cái dẫn chứng nữa mà các bạn cũng phải lưu ý giúp cho chị đó chính là thuyền đi ngang qua bị hút nước lôi tuột xuống chồng ngay cái chuối ngược rồi vụt biến đi bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới tan xác ở khuỳnh sông dưới có nghĩa là gì ạ có những cái có những cái con thuyền không may mắn đã đi khi mà đi ngang qua cái hút nước này thì đã bị hút tụt xuống và sau đó thì đã bị chìm bị dìm ở dưới lòng sông khoảng 10 phút sau khi mà nổi lên thì đã thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới rồi chúng ta có thể thấy được cái sức mạnh của cái loài thủy quái này khủng khiếp đến như thế nào đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái đặc điểm liên quan tới vẻ đẹp hung bạo của dòng sông Đà. Cái số 4 liên quan tới vẻ đẹp hung bạo của dòng sông Đà ở đây chính là thác nước các bạn ạ. Thác nước ở đây thì chúng ta sẽ nhớ tới âm thanh giúp cho chị nhá. Ok chưa nào? Âm thanh của cái thác nước thì như thế nào ạ? À, tiếng nước réo gần, réo to mãi lên, nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gần mà chế nhạo và nó giống lên như tiếng của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng. Có thể thấy rằng là một cái hình ảnh á so sánh rất là độc đáo mà bản thân Nguyễn Tuân đã sử dụng ở đây để nói về cái sự hung bạo của dòng sông Đà được thể hiện qua những cái con thác, đó chính là lấy lửa để tả nước. Và có lẽ là chỉ có duy nhất Nguyễn Tuân mới có thể làm được cái điều đó thôi Đúng không ạ? À? Mới dám làm cái điều đó thôi Đúng chưa nào? Ok chưa? Ok chưa? Rồi lưu ý giúp chị nhá Vậy là chúng ta đã có bốn cái thể hiện cái sự hung bạo rồi Cùng nhắc nhớ lại với chị nào Việt Trì mưa to quá à Thế à Các bạn ơi cùng nhắc nhớ lại với chị nào Có bốn cái ý thể hiện sự hung bạo đó là gì Có bốn ý thể hiện sự hung bạo ở đây đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Có bốn ý thể hiện sự hung bạo ở đây là gì nhỉ các bạn nhỉ? Nói chị nghe nào Có bốn ý thể hiện sự hung bạo ở đây là cái gì? Nhắc nhớ nào Vừa giảng xong rồi, vừa nói xong rồi Là gì hả các bạn? Có bốn ý Một là gì nhỉ? Đá dựng vách thành Hai là gì? Hai là gì hả các bạn? Ok, hai là gì nhỉ các bạn nhỉ? 700 bạn đang xem phần livestream này. Số 2 là gì ạ? Một là đá dựng vách thành này. Hai là mặt gành hát lóng. Ba là à cái hút nước ở quãng Tà Mường Vát. Và thứ tư là à sự hung bạo của thác nước. Đúng chưa nào? Nhá, lưu ý nhá. Bốn ý rồi nhá các anh chị ơi. Chị chốt cho các em bốn ý nhá. Được không ạ? chốt cho các bạn bốn ý nói về cái sự hung bạo của dòng sông đà nhá ok chưa nào ok chưa chốt cho các bạn bốn ý về sự hung bạo của dòng sông đà nhá tiếp tục này cái ý quan trọng nhất và cũng là cái phần dài nhất mà khi nói về cái sự hung bạo của dòng sông đà đó chính là thạch thủy trận cái hành trình vượt thác đấy đúng không đó chính là thạch thủy trận ok chưa ạ chúng ta có ba cái trùng vi của thạch thủy trận được đề cập tới ở đây được không thứ nhất đó là đá trên sông đà trước tiên là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái bộ mặt của những hòn đá trên sông đà như thế nào đã được không ạ à? rồi thì chúng ta thấy rằng này đá trên sông đà thì ngàn năm mai phục hết trong lòng sông chỉ cần thấy con thuyền đi ngang qua thôi là một số hòn đã nhồm cả dậy để vồ lấy con thuyền và mặt hòn nào trông cũng rất là ngỗ ngược nhăn nhúm và méo mó được không ạ à? mỗi hòn đá thì lại được giao một cái nhiệm vụ riêng để có thể dàn bày thạch trận ra trước tiên này đám đá tảng đá hòn chia nhau làm ba hàng trên sông chặn ngang đòi ăn chết con thuyền hàng tiền vệ thì có hai hòn canh một cửa đá trông y như là sơ hở nhưng mà thật ra là gì ạ à? cố tình để dụ cái thuyền vào sâu hơn nữa thôi đúng chưa nào khi mà dụ vào được rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy là bong ke chìm pháo đài nổi ở tuyến ba tất cả với cái mục đích là để ăn chết con thuyền. Đúng chưa ạ? Đúng chưa nào? Tất cả cái mục đích là để ăn chết con thuyền. Ok chưa? Nhá. Rồi, tiếp tục này. Chúng ta sẽ cùng đến với cụ thể trùng vi thạch trận nhá. Chúng ta sẽ cùng đến cụ thể của trùng vi thạch trận ở đây với chị này. Trùng vi số 1, đây ạ, à, trùng vi số 1 là trùng vi dài nhất đấy các em ạ. À. Còn trùng vi 2 và trùng vi trùng vi hai và trùng vi 3 thì đơn giản hơn một chút. Đây, trùng vi số 1. Đây là trùng vi mà phối hợp với đá nước gieo hò để làm thanh viện những hòn đá thì bệ vệ oai phong lẫm liệt đá trông nghiêng thì y như là hất hàm đang hỏi là cái thuyền kia mày phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến đúng không nào và gì mặt nước bây giờ thì đang hò la vang dậy ùa vào và bẻ gãy cán chiều cán chèo đúng không ạ sóng như thể quân liều mạng đá trái này thúc cối này vào bụng vào hông thuyền nước bám lấy thuyền như một đô vật túm thắt lưng của ông lái đò đòi lật ngửa ra và sóng thác thì đánh miếng họ đòn hiểm độc nhất bóp chặt lấy hạ bộ của người lái đò và ở trong cái trùng vi số một này thì có năm cửa được mở ra trong đó có bốn cửa tử và một cửa sinh cửa sinh thì nằm bên phía bờ tả ngạn à. ok chưa ạ nằm bên phía bờ tả ngạn à. ok chưa nào vậy thì chị list lại để cho các bạn dễ ghi nhớ ở trong trùng vi số một này thứ nhất đó là đá kết hợp với nước tạo ra một cái thanh âm rất là dữ dội và làm cho cái mặt nước hò la vang dậy được không ạ à? sóng ùa vào bẻ gãy cán chèo như thể là quân liều mạng dở những cái gì ạ à? dở những cái miếng đòn hiểm độc với cái mục đích là gì ăn chết con thuyền và ở trong cái trùng vi số một này thì đã mở ra năm cửa trong đó thì có bốn cửa tử và một cửa sinh ok chưa ạ à? cửa sinh thì được bố trí ở bên tả ngạn à. Các bạn lưu ý nhá Cửa sinh thì được bố trí ở bên tả ạ. À. Được chưa nào Rồi tiếp tục này Trùng vi thạch trận số 2 Chúng ta thấy rằng là ở trong cái trùng vi thạch trận thứ hai này Thì tăng thêm nhiều cửa tử Cửa sinh thì nằm lập lờ phía bên hữu ngạn Bố trí lệch sang Tức là để cho gì ạ À để cho chúng ta kiểu bị đánh lừa ấy Chúng ta nghĩ rằng là à nếu như mà trong cửa số 1 là cái chỗ này là cửa sinh rồi thì chắc chỗ kia cũng sẽ là cửa sinh nhưng mà bị đánh lừa. Bây giờ thì cái bờ hữu ngạn lại bị lệch gì ạ cái cửa sinh lại nằm ở bên bờ hữu ngạn mất rồi đúng chưa ạ rồi và tiếp theo này bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bờ bên trái xô ra định níu con thuyền lôi vào bên trong tập đoàn cửa tử và cuối cùng là gì ạ bọn đá thì cuối cùng cũng đã thất bại mặc dù là cái gì đấy đá tướng đã đứng tiêu nghỉu xanh lè thất vọng rồi nhưng mà vẫn tiếp tục khiêu khích con thuyền đúng chưa ạ vẫn tiếp tục khiêu khích con thuyền đúng chưa nào rồi sông Đà khó hiểu nhất với mình. Ừ. ok chưa? Và trùng vi thạch trận số 3 này thì chúng ta thấy rằng là cả bên trái bên phải thì đều là luồng chết cả. Luồng sống duy nhất nằm ở ngay con giữa, ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Chúng ta thấy rằng là trùng vi trùng vi thạch trận được dàn bày ra với cái sự nguy hiểm đến từ mọi phía và cảnh tượng sông Đà đã dậy sóng ở trong những trang viết của Nguyễn Tuân. Bây giờ chị xin list lại gọi là thống kê lại để cho các bạn dễ hiểu nhá. Chị sẽ list lại để cho các bạn dễ hiểu nhá. Ok chưa nào? Ý số 1 ở trong trùng vi số 1, chúng ta sẽ có ba ba cái trùng vi này. Trùng vi số 1 nhá. Chúng mình sẽ có đó là gì ạ? À trùng vi số 1 chúng mình sẽ có đó là bọn sóng, bọn nước chúng nó kết hợp với nhau để làm gì ạ? À để có thể tung ra những cái miếng đòn hiểm độc nhất để đe dọa con thuyền, đúng không ạ? Chúng tạo ra một cái âm thanh cực kỳ là hỗn loạn để cho người lái đò này để cho con thuyền cảm thấy kiểu như là bị bối rối ấy, kiểu bị tức là bị lo sợ ấy kiểu như vậy đúng không ạ và chúng nó đã tung ra những cái miếng đòn hiểm độc nhất à, ví dụ như là đá trái thúc gối này như thể là cái quân liều mạng lao vào để làm gì ạ đòi ăn chết con thuyền và trong cái cửa trùng vi số 1 này thì bao gồm 5 cửa mở ra 5 cửa trong đó có bốn cửa tử và có một cửa sinh cửa sinh thì nằm ở bên bờ tả ngạ ok chưa ạ đến trùng vi 2 thì cái số cửa tử tăng lên và cửa sinh bây giờ thì lại được bố trí lệch sang bờ hữu ngạn ok không ạ và trùng vi số 3 thì cái cửa sinh lại nằm ở gì à nằm ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác ok chưa nào nhá thì các bạn ơi đó là toàn bộ những cái gì mà về vẻ đẹp hung bạo của dòng sông đà còn về vẻ đẹp chữ tình thì ở đây các bạn cũng đã thấy là chị đã list ra cho các bạn rồi này sợi dây thừng ngoằn ngoèo well này à, tuôn dài tuôn dài giống như một áng tắp chữ tình này sắc nước sông đà này à, bờ sông đà bãi sông đà này cảnh bên sông Đà này, đúng không ạ? Mặt nước sông Đà này, đấy, tất cả những cái ý chị đã list ra cái dẫn chứng ở đây cho các bạn cực kỳ là đầy đủ rồi. Và chị mong là với cái bộ tài liệu đầy tâm huyết này của team học văn chị Yên dành cho các bạn thì các bạn sẽ cố gắng học. Bởi vì thật ra các bạn sợ sông Đà là vì các bạn chưa thực sự hiểu sông Đà thôi. Nếu như các bạn đọc nhiều sông Đà, nghiền ngưỡng sông Đà giống như là ông lái đò sông Đà hiểu về dòng sông này, giống như là một thiên anh hùng ca ấy, thuộc cả dấu chấm dấu phẩy và thậm chí là biết cả chỗ nào xuống dòng ấy thì chị tin chắc một điều là các bạn sẽ học sông đà cực kỳ là dễ luôn thật đấy đây là một bài mà các bạn sẽ học các bạn sẽ cảm thấy đơn giản hơn rất là nhiều chẳng qua là gì ạ à? chẳng qua là bây giờ ấy các bạn đang gọi là các bạn sợ và các bạn không trực tiếp vào học nữa các bạn bỏ qua nên các bạn cảm thấy bối rối thôi còn nếu như mà các bạn đã thực sự lăn xả vào học chị tin là chả có chả có điều gì mà có thể ngăn trở các bạn được cả được không ạ à? ơ phần này chị tặng cho mọi người rồi mà biên phòng biên phòng ơi cái này ở trên fanpage học văn chị hiên có mà cho em xin file với ok mỹ nguyệt nhá ok em ok em ok em xong chị sẽ rep inbox của em nhá lấy cái file này ở đâu vậy nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên luôn nha ok chơi nào Em không biết được bài này. Thế à? À. Em sông Đà khó hiểu như Cruise của em vậy đó thế cơ à? Rồi các bạn ơi, À, có lẽ là ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp tại đây nhá Chị hy vọng là với cái bộ tài liệu và với cái phần hướng dẫn học dẫn chứng của chị ngày hôm nay Thì các bạn sẽ không sợ hình độ dòng sông đà nữa Nếu như mà bạn nào vẫn cảm thấy là mình đang kiểu băn khoăn và có nhiều những cái vấn đề về tác phẩm này ấy Thì các bạn hoàn toàn có thể xem đi xem lại phần livestream này giúp cho chị nha Ok chưa nào Các em hoàn toàn có thể xem đi xem lại cái phần livestream này giúp cho chị Phần phát trực tiếp này giúp cho chị Và chị mong rằng là À Rồi Chị mong rằng là các bạn sẽ không còn sợ sông đà nữa uh, Nếu như mà có kể cả có vào sông đà ấy, Thì các bạn cũng sẽ xử lý nó một cách thật là nhanh gọn cho, cho chị Còn chị hẹn các bạn ở trong khóa học Livestream 10 ngày cuối cùng cùng với chị Hiên Vào ngày 23 tháng 7 này nhá Hy vọng là sẽ được gặp các bạn đi đi ngủ thôi Trời đã khuya rồi Trời ơi, các em ơi Các em đang bị mất phương hướng về thời gian à? Giống chị à? Giống chị à? Chị cũng bị kiểu nhiều khi cũng bị mất phương hướng về thời gian đấy rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã tham dự phần livestream này. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé. Bye bye.